Điều này mình không biết phải làm sao anh em ạ. Nhiều khi ta muốn đi về chốn yên bình. Bất khả ai. Bắt đầu á. Tìm về chốn yên. Bây giờ chết anh em ạ. Dép này nó bong mẹ mõm rồi. Máy chim à. Bữa thằng Oan bắt ở đây. Ơi, về phường nào ấy? Chơi gì? Mà quần áo hôi gì thật tại. Quá chết nha mày. Sáng hôm nay đi giao kinh nào ấy? Vẫn chưa làm. Ba ngày rồi chưa đăng. Thôi bây giờ người ta là sếp rồi. Mày về đăng. Thôi, dọn đi đống này cho thùng nó gọn không rồi. Đấy làm gì? Ok. Ok không gì? Ừ, thì chúng tôi quán xếp ở đấy. Ok. Ok. Đúng rồi. Anh Hòa mới mua hai con 14 Pro Max rồi. 12. Mẹ ăn buffet đi. Anh Hòa mới mua hai con 12 Pro Max luôn. Ăn bằng tẹp. Nguyên zin. Vừa cầm á. Anh
kia vừa anh cắm sạc của bạn kia mà cái màn hình nhiễu luôn mà. Nhiễu không? Ừ, lại luôn à. Cắm sạc khác. Thế lại xin tớ đã mới 85 thế thôi chứ. Ôi, triệu mấy rồi? Triệu 2 cả pin. Pin 100%. Tối về đánh quân xem được mấy trận. Mà con ấy pin chắc không bằng 7-8 mà lớn nhỉ? Sao được? Máy bé. Cái máy này hãng hơn mấy cái của mày đấy. Còn 8 2, 3, 4, 5 cái. Mẹ giờ đang 8 phút rồi. Ok hả? Thì cái nối vào thành 8 phút đang. Máy này dùng ít bộ mẹ ha, có ảnh được bằng cái 32 gì ạ? 32 đã dùng 14 15 gì đã cũng được nữa. Ba rưỡi rồi ạ? Ra đi. Ra mở lên. Làm về rồi. Đi ngang phải đi. Về không? Đấy, ngồi lên đi. Nó quay đi. Chỉ có phim nào? Phim anh em mình có quay được. Chết anh em này. Mua gì đó. Ô tô. À. Bắn tiền nó mua. Mẹ mua là nó mới ý nghĩa ý. Em mua bắn tiền nó. Không được. Cái anh nhà. Thế nó lấy như một cậu nó còn đưa tiền cho nó bác vậy. Công điện thoại có 30 quả, 20 quả, 30 thì không mua được. Thì quan tâm thế. Thế. Nước gì mà nghe nhảy.